Đền thờ Đức Thánh Trần trên đường Bosa sẽ được di dời đi nơi khác. Moderna nói mũi tăng cường của hãng giúp tăng kháng thể lên rất cao, diệt được Omicron. Đại học Harvard phải chuyển qua học trực tuyến để phòng chống COVID-19. Nga hối thúc Mỹ trả lời về các bảo đảm an ninh. Ngôi sao quần vợt Bành Suý bất ngờ phủ nhận từng tố cáo bị quan chức Trung Quốc tấn công tình dục. Ngoại trưởng Vương Nghị nói Bắc Kinh không ngại đối đầu với Washington. Phe đối lập ở Đài Loan đại bại trong cuộc trưng cầu dân ý mới đây. Thượng viện Mỹ chính thức chuẩn thuận tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Báo Thái Lan nói đã đến lúc đội tuyển nước này chặn đứng kỷ lục bất bại trong khu vực của thầy trò Park Hang-seo. Và thưa quý vị, mở đầu là tin cộng đồng. Ông Phan Kỳ Nhân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đền Thánh Trần Little Sài Gòn, trong cuộc họp báo vào hôm 18 tháng 12 cho biết, trong năm tới, đền thờ sẽ được dời đến một địa điểm mới, chứ không còn nằm trên đường Bosa như lâu nay. Về địa điểm mới, ông Phan Kỳ Nhân cho biết, hiện giờ hội đồng chưa có quyết định chắc chắn sẽ làm gì. Ông nói, đã dời ra thì chúng tôi phải có một địa điểm thích hợp và thuận tiện. Địa điểm này trong suốt 7 năm qua đã gắn liền với những cuộc biểu tình đầy chính nghĩa của cộng đồng chúng ta, nên kiếm một địa điểm tương xứng cũng không phải dễ dàng. Địa điểm mới có thể là một căn nhà, hoặc có thể chúng tôi sẽ xây trên một miếng đất cho hết sức uy nghi. Tất cả còn tùy vào số tiền quyên góp được. Công ty Luraco kính chúc quý đồng hương một mùa lễ thật ấm áp bên người thân và gia đình. Ghế massage vật lý trị liệu Luraco và máy rũa neo Luraco được sản xuất tại Hoa Kỳ là những món quà ý nghĩa nhất cho người thân nhân mùa lễ. Mua sản phẩm Luraco và ủng hộ các đại lý Luraco là quý vị ủng hộ người lao động Hoa Kỳ, trong đó có con em chúng ta. Xin gọi 817-633-1080. Và tiếp theo là tin Hoa Kỳ và thế giới. Hãng dược Moderna hôm 20 tháng 12 nói rằng mỗi vaccine tăng cường của họ sẽ nâng mức kháng thể trong người lên rất cao, diệt được biến thể Omicron. Thông báo này được đưa ra trong lúc biến thể Omicron đang hoành hành khắp nơi, khiến nhiều người lây nhiễm COVID-19 và phải vào bệnh viện. Theo New York Times, Moderna nói rằng kết quả thử nghiệm của họ cho thấy lượng cho phép của mũi tăng cường hiện nay là 50 microgram, bằng một nửa mũi vaccine bình thường, gia tăng mức kháng thể trong người lên khoảng 37 lần. Nếu chích số lượng bằng mũi vaccine thông thường, tức là 100 microgram, thì còn đẩy mạnh mức kháng thể lên cao hơn nữa, với khoảng 83 lần hơn so với trước khi chích mũi tăng cường này. Đại học Harvard vào hôm 18 tháng 12 thông báo sẽ chuyển hầu hết các lớp học và công việc sang trực tuyến trong 3 tuần đầu tiên của tháng Giêng năm 2022 vì lo ngại các ca nhiễm COVID-19 gia tăng. Theo hãng tin UPI, quyết định này của Đại học Harvard được đưa ra dựa vào khuyến cáo của các chuyên gia y tế cộng đồng tư vấn cho trường trong suốt đại dịch và khẳng định rằng trường đã phải cân nhắc rất nhiều về biện pháp này, nhưng nhận thấy đây là điều phải làm do mức độ lây nhiễm gia tăng nhanh chóng ở địa phương nói riêng và trên cả nước nói chung, cũng như lo ngại về biến thể Omicron. Theo Reuters, hôm 20 tháng 12, Nga cho biết họ cần Hoa Kỳ trả lời gấp về các yêu cầu an ninh sâu rộng của họ và một lần nữa cảnh báo về khả năng đáp trả quân sự của Nga, trừ khi họ nhận thấy có hành động chính trị để xoa dịu những lo ngại của mình. Hồi tuần trước, Moscow đã công bố danh sách các đề xuất an ninh mà họ muốn đàm phán, trong đó có đề xuất NATO sẽ từ bỏ bất kỳ hoạt động quân sự nào ở Đông Âu và Ukraine. Trong khi đó, Washington nói rằng một số đề xuất của Nga rõ ràng là không thể chấp nhận được, nhưng Hoa Kỳ sẽ hồi đáp vào một thời điểm nào đó trong tuần này với các đề xuất cụ thể hơn về hình thức của bất kỳ cuộc đàm phán nào. Ngôi sao quần vợt Trung Quốc Bành Suý cho biết vào hôm 19 tháng 12 rằng cô chưa bao giờ tố cáo bất kỳ ai tấn công tình dục cô và bài đăng trên mạng xã hội vào đầu tháng trước của cô đã bị hiểu nhầm. Sự an toàn của cô Bành đã nóng lên trong cộng đồng quần vợt thế giới và được các tổ chức nhân quyền quan tâm khi cô Bành dường như tố cáo một cựu phó thủ tướng Trung Quốc, ông Trương Cao Lệ, đã tấn công tình dục cô trong quá khứ. Sau bài đăng đó, cô đã vắng bóng trước công chúng gần 3 tuần. Cô Bành nói trong một đoạn video do một hãng truyền thông Singapore đăng tải rằng: "Đầu tiên, tôi cần nhấn mạnh một điểm cực kỳ quan trọng. Tôi chưa bao giờ nói hoặc viết rằng ai đó đã tấn công tình dục tôi. Tôi phải nhấn mạnh rõ ràng về điểm này." Cô nói rằng bài đăng của cô trên mạng Weibo đã bị xóa ngay sau khi xuất hiện và là vấn đề riêng tư.
Cô cũng cho biết rằng cô đã ở trong nhà tại Bắc Kinh mà không bị sự giám sát nào. Hôm 20 tháng 12, Ngoại trưởng Vương Nghị nói rằng Trung Quốc sẽ không sợ đối đầu với Hoa Kỳ, nhưng sẽ hoan nghênh hợp tác nếu đôi bên cùng có lợi. Theo Reuters, ông Vương cho biết như trên trong một bài phát biểu đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng các vấn đề trong mối quan hệ Mỹ-Trung có thể là do những đánh giá sai lầm về mặt chiến lược của phía Mỹ. Ông Vương nói rằng không có hại trong cạnh tranh, nhưng cạnh tranh nên tích cực. Nếu có đối đầu thì Trung Quốc sẽ không sợ hãi điều đó và sẽ chiến đấu đến cùng. Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang ở mức thấp do một loạt bất đồng, bao gồm chuyện nguồn gốc của đại dịch COVID-19, thương mại, nhân quyền và sức ép ngày càng tăng của Bắc Kinh đối với Đài Loan. Theo Reuters, phe đối lập ở Đài Loan vừa bị thảm bại vào ngày 18 tháng 12 sau khi cử tri bác bỏ cả 4 vấn đề mà họ đề ra nhằm chứng tỏ rằng dân chúng mất niềm tin vào chính phủ hiện tại. Thất bại của Quốc dân đảng là đảng đối lập ở Đài Loan xảy ra khi Đài Bắc phải đối mặt với áp lực chính trị và quân sự ngày càng tăng từ Bắc Kinh và là sự khẳng định vị thế cho Tổng thống Thái Anh Văn, người tái đắc cử hồi năm ngoái, với quyết tâm chống lại đe dọa từ Trung Quốc. Quốc dân đảng Đài Loan trong những năm gần đây theo chính sách ủng hộ quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh, họ đang có hy vọng sẽ giành được chiến thắng trong các cuộc bầu cử thị trưởng quan trọng vào cuối năm tới. Samsung Galaxy S21 Ultra, điện thoại có camera với độ phân giải cao nhất thế giới smartphone. Pringles giòn tan đến tận miếng cuối cùng với nhiều hương vị và kích cỡ khác nhau. Pringles hiện đang có bán tại các chợ và siêu thị trên khắp cả nước. Chuyển qua tình hình tại Việt Nam, Thượng viện Hoa Kỳ vừa chuẩn thuận ông Mark Evans Napper làm đại sứ Mỹ tại Việt Nam nhiều tháng sau khi được Tổng thống Joe Biden đề cử cho chức vụ này. Thông tin về thời gian nhiệm kỳ cũng như ngày mà ông Napper sẽ nhậm chức đại sứ Mỹ ở Việt Nam chưa được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố. Ông Napper, người nói được tiếng Nhật, Triều Tiên và Việt Nam, cam kết sẽ thúc đẩy mối quan hệ an ninh giữa hai cựu thù khi cho rằng cả Hà Nội và Washington đều tin là không có một thách thức nào lớn hơn là mối nguy ngại từ Trung Quốc, bao gồm vấn đề Biển Đông, nơi cả Việt Nam và Trung Quốc đều có tuyên bố chủ quyền chồng lấn nhau. Tuy nhiên, theo ông Napper, cũng có những thách thức cản trở sự phát triển quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam lên tầm cao mới. Ông nói tại buổi điều trần vào hôm 13 tháng 7 rằng ông sẽ mưu tìm một thị trường giao thương công bằng hơn với Việt Nam và thúc giục Hà Nội tôn trọng nhân quyền. Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan tại bán kết AFF Cup sau khi xếp nhì bảng B. Siam Sport mở đầu bài viết với tiêu đề rằng đã đến lúc Mano Polking phá kỷ lục của huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhà cầm quyền người Hàn Quốc chưa thua bất kỳ trận nào trước đội bóng khu vực ở mọi cấp độ kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam vào hồi tháng 9 năm 2017. Ở ba cuộc đối đầu gần đây nhất, Việt Nam thắng Thái Lan một trận và hai đội hòa hai trận. Vào ngày 20 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động đón năm mới 2021 tại thành phố. Theo đó, ngoài chương trình Countdown ở trung tâm thành phố, sẽ có các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại quận 12, Tân Phú, Bình Tân, Bình Chánh và huyện Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ vào đêm 31 tháng 12 năm 2021 và 1 tháng Giêng năm 2022. Tuy nhiên, nếu dịch tại thành phố đạt cấp độ 3, 4, thì Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể và thành phố Thủ Đức, các quận huyện xây dựng kế hoạch tổ chức, chủ động giảm quy mô hoặc tạm dừng tổ chức các sự kiện, điều chỉnh các phương án phòng chống dịch COVID-19 theo từng cấp độ dịch. Tối ngày 20 tháng 12, Bộ Y tế cho hay, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.977 ca nhiễm mới, trong đó 11 ca nhập cảnh và 14.966 trường hợp ghi nhận ở trong nước. Đáng chú ý trong số này, Hà Nội dẫn đầu với 1.612 ca. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Khoa Cát xin được hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Bấm vào nút đăng ký và đừng quên bấm vào hình cái chuông để nhận được thông báo khi có video mới.